Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thứ hai, chúng ta sẽ đi đến tìm hiểu chung. Đầu tiên đó chính là gì? Là Sile. Chúng ta tìm hiểu qua về ở trong cái trang sách giáo khoa trang 129. Chúng mình cùng dở sách giáo khoa ra nhé. Được chưa? Âm mưu và tình yêu gì? Là một cái tác phẩm mẫu mực của nghệ thuật bi kịch người Đức. Đoạn trích thuộc hồi 1 cảnh 1 và hồi 2 cảnh 2 trong cái tác phẩm Âm mưu và tình yêu thể hiện cái hành động đấu tranh bảo vệ tình yêu của Ferdinand và Eliezer. Thứ hai, chúng ta cùng đi khám phá văn bản. Đầu tiên là gì? Chúng ta phải tìm hiểu được cái hành động và xung đột kịch. Trong bất kỳ một vở kịch nào, chúng ta cũng cần phải hiểu được hành động kịch là gì và xung đột kịch là gì, đúng không? Tức là gì? Bởi vì sao? Bởi vì đã là kịch thì phải có xung đột. Chỉ khác một điều, bi kịch là gì? Là xung đột phải được giải quyết và thường giải quyết bằng một cái gì? Là cái chết. Và trong hài kịch có xung đột nhưng mà sao? Nhưng mà nó không cần phải giải quyết, mà chỉ là trong bi kịch thì xung đột được đẩy lên cao và cần phải giải quyết để làm sao để làm giải quyết được cái mâu thuẫn đó, đúng không? Và để có xung đột kịch thì chúng ta phải có gì? Phải có hành động của nhân vật. Tức là nhân vật phải hành động như thế nào thì nó mới đi đến được cái xung đột, đúng không? Tức là giống như bạn nào đọc Romeo và Juliet đi, đúng không? Nếu như mà Romeo và Juliet không yêu nhau, nếu như Romeo không không đến tham dự cái buổi lễ tiệc của nhà Capulet, là cái dòng họ mối thù có mối thù truyền kiếp với dòng họ Montague nhà mình thì làm sao? Thì ông thì sẽ không có chuyện là hai người chết, đúng không? Hay là nếu thậm chí hai người không yêu nhau thì sao? Thì hai người không chết, bởi vì đây là hai con người bất chấp chạy theo tình yêu. Thế làm sao? Cho nên kết cục mới là gì? Là dẫn đến cái chết, đúng không? Và cái mâu thuẫn được giải quyết đó chính là gì? Là hai người chết đi thì mâu thuẫn xung đột mới được kết thúc. Đấy. Đầu tiên cho Jess đi tìm hiểu về tình huống nảy sinh xung đột và cái hành động của Lizer là như thế nào. Thứ nhất, tình huống nảy sinh xung đột ở trong cái bi kịch này là gì? Là Lizer từ nhà thờ về nhà. Còn ông Milan không hài lòng khi biết Lizer chưa thể quên được Ferdinand. Tức là gì? Tức là Lizer đi nhà thờ về, nhưng mà cái xung đột này là gì? Là ông Miller không hề hài lòng khi làm sao, khi Lizer chưa thể quên được Ferdinand. Ở đây có sự xung đột giữa ai? Giữa Lizer và ông Miller rồi. Lizer thì chưa quên được Ferdinand, nhưng mà ông Miller sao thì lại muốn cho Lizer quên cái cô này đi, nhưng mà Lizer không thể quên được. Thì ở đây chúng ta thấy xung đột chưa? Thì tình huống thứ hai là gì? Là ông Miller dùng cái tình cha con và lời lẽ thiết tha để thuyết phục Lizer phải quên hẳn Ferdinand để tránh một cái kết cục không tốt. Và thứ ba là gì? Là Louisa dần chìm đắm vào cái đời sống nội tâm của mình, đúng không? Vậy thì trước cái tình huống như thế này, Louisa có hành động như thế nào mà nó lại dẫn tới một cái bi kịch, đúng không? Đầu tiên, Louisa từ nhà thờ về và bố của anh ta là Mille không hề hài lòng khi biết Louisa chưa thể quên được Ferdinand. Thì ông là sao? Ông rất là hồn nhiên. Tức là gì? Tức là nếu như ông tỏ ra là ô, con đã quên được rồi, thì bố của Louisa có hài lòng hay không? Tất nhiên rồi, khi thấy con trai mình quên được, ông ta sẽ hài lòng. Nhưng mà đây Louisa lại sao? Lại bộc lộ cái nỗi nhớ và mong mỏi được gặp Ferdinand. Cho nên từ đó mà cha của ông là Mille biết được, nên là sao? Nên là mới rất là tức giận vì điều này. Thứ hai là gì? Thứ hai là anh ta rất là hồn nhiên bảo vệ cái tình yêu của mình với Ferdinand và cầu mong người cha hiểu cho lòng mình. Tức là gì? Tức là có lúc là đồng nhất với tình yêu những gì tốt đẹp mà Chúa có thể ban tặng. Được chưa? Tức là dù là Mille có quên như thế nào đi nữa, nhưng mà Louisa vẫn không nghe, đúng không? Vẫn muốn bảo vệ cái tình yêu của mình với Ferdinand, đúng chưa? Và thứ ba đó chính là gì? Là từ việc là gì không được cha đồng ý thì trở nên làm sao? Mỗi lúc ngày một chìm sâu vào cái đời sống nội tâm với cái hình ảnh và với những cái tiếng nói tưởng tượng về cái tình yêu của mình, đúng không nào? Cái này chị giải như thế này, nhưng mà không biết là các bạn đã đọc tác phẩm chưa đấy. Các bạn đọc thì các bạn mới hiểu nhá. Nếu như các bạn không đọc, các bạn không hiểu được đâu. Ít ra chúng mình cũng phải đọc tóm tắt. Các bạn đã đọc chưa? Chị nghĩ là nếu như mà chưa, chúng mình nên đọc tóm tắt. Đây, tóm tắt đây này. Nhân vật trung tâm là thiếu tá Ferdinand, con trai của thể tướng Fonvante, yêu Louisa, con gái của nhạc công Miller, và quyết tâm lấy nàng làm vợ bất chấp sự ngăn cách về giai cấp và địa vị xã hội. Thế đây chúng ta thấy được bi kịch là gì? Là bi kịch
Đầu tiên nhá, là xung đột trước, chị nói xung đột là trước tiên là đã về giai cấp rồi, là cái xung đột đầu tiên. Thứ hai là xung đột gì? Xung đột giữa tình yêu của Ferdinand và Luisa với ai? Với gia đình, đúng không? Nhưng Luisa cảm thấy tình yêu của hai người sẽ gặp nhiều trở ngại. Fonvante là một quý tộc gian ác, tức là gì, tức là bố của Ferdinand ấy, là một quý tộc rất là gian ác, đã ám sát cái viên tể tướng để chiếm địa vị đó. Ông đã cấm Ferdinand yêu Luisa, ép chàng phải lấy Minfor, một ái phi đã bị chán bỏ của viên công tước đứng đầu nhắn gốc. Tức là gì? Tức là cái ông Fonvante này, làm sao ông ấy không nghe theo con mình, đúng không? Ông ấy luôn làm sao, ông ấy luôn coi như là người rất độc tài luôn, đúng không? Tức là gì? Tức là chỉ làm những điều mình muốn, đúng không? Hạnh phúc của con mà liên quan đến gì, đến cái quyền lợi của mình. Ông ta đặt cái quyền lợi của mình lên trên hạnh phúc của đứa con, cho nên bà mới cấm Ferdinand lấy ai, lấy Luisa, phải lấy một cái vị ái phi, ái phi để làm sao để có thể có được cái quyền lợi cho riêng mình, đúng không? Và làm sao, và để nhằm củng cố địa vị của mình. Nhưng Ferdinand đã kiên quyết bảo vệ tình yêu, chính cái hành động kiên quyết bảo vệ tình yêu này của Ferdinand nó mới dẫn tới bi kịch nha các em, hành động dẫn tới xung đột mà. Bảo vệ tình yêu của mình với Luisa và dọa sẽ tố cáo tể tướng Fumante về tội giết người chiếm ngôi, tức gì, tức là vì tình yêu mà có thể tố cáo cả cha của mình, đúng không nào? Và sợ chuyện bị vỡ lở, Fumante đành tạm gác chuyện ép con trai lấy Minfor. Nhưng mà vua đã gã thư ký riêng nham hiểm của tể tướng, cũng kẻ cũng đang say đắm Luisa mà không được nàng đoái hoài, đã bàn với lão tể tướng để bày ra một cái kế độc. Hắn vô cớ bắt giam vợ chồng nhạc công Miller, rồi không buộc Luisa phải viết một lá thư tỏ tình với thị vệ trưởng Foncaber, kẻ mà nàng không hề quen biết, vốn là một cô gái rất hiếu thảo và sùng đạo, để cứu cha mẹ. Luisa buộc phải lòng làm theo và thề trước tượng Chúa rằng sẽ không tiết lộ cho ai biết. Bức thư được vuông bố trí để rơi vào tay Ferdinand, chàng tưởng mình bị Luisa lừa dối, tìm gặp nàng để hỏi cho ra chuyện. Nhưng mà vì cái lời nguyền mà Luisa đã hứa trước Chúa đấy, nên nàng đã không thể nói sự thật. Ferdinand tuyệt vọng, bí mật bỏ thuốc vào ly nước chanh ép mà nàng uống, rồi chàng cũng uống. Lúc biết mình và người yêu sắp chết, Luisa đã nói ra sự thật về bức thư, nhưng tất cả đã quá miệng muộn màng. Thì ở đây cái chết này nó cũng giống như cái chết cho Romeo và Juliet đó, tức là hai người họ đều chết vì cái tình yêu của chính mình. Họ không đến được với nhau. Vì sao? Vì cái sự ngăn cản của gia đình, đúng không nào? Và họ cũng làm sao, và trước, tức là khi mà Juliet bị bố mẹ bắt ép gả cho công tước Paris, và Romeo khi nghe, và Juliet đã đến tìm cha xứ để làm sao để có thể tìm cách giải quyết. Và cách giải quyết của hai người họ là uống cái viên thuốc ngủ để giả chết. Và khi Romeo đến thì làm sao thì hai người cùng trốn thoát. Nhưng mà đau đớn thay lại là sao? Lại là khi mà Romeo đến, chàng lại đến trước, và cái thông tin mà cha xứ chuyển đến cho Romeo lại đến không kịp. Cho nên nó mới dẫn tới một cái bi kịch là gì? Là Romeo đến trước thấy Juliet vậy, tưởng nàng đã chết, nên là anh ta cũng đã uống lọ thuốc độc mà trên đường anh ta đã mua khi mà trên con đường anh ta tới đây, tới chỗ nhà tang lễ. Còn Juliet sau khi tỉnh dậy thấy người yêu mình chết, nàng đau lòng quá mà sao mà lấy cây kiếm ở bên cạnh Romeo đâm mình và tự tử theo chàng. Tức là gì? Tức là họ cũng chết vì với tình yêu của chính mình, đúng không? Và cái chết của nhân vật ra sao? Là xung đột đã được giải quyết, đúng chưa? Thứ hai là gì? Là Luisa bị đau đớn, ngã ngất bởi cái sự nhục mạ của Vante, đúng không? Và cái hành động của Ferdinand là gì? Là lao đến che chở cho Luisa và tố rõ cái sự căm giận với cha của mình, đúng không nào? Thì ở đây chính hành động này đã đẩy bi kịch này là gì? Là ngày càng, tức là tình yêu với gia đình nó là gì? Là anh ta phải lựa chọn tình yêu và gia đình, và cuối cùng anh ta lựa chọn tình yêu thì gia đình sẽ phải làm sao? Thì ra thì nó sẽ có một cái mối xung đột, đúng không? Thứ hai là Luisa và ông bà Miller bị tể tướng Van Dê uy hiếp, nhục mạ, hô hào nhân viên pháp đình tắt trói tống giam, treo lên cái giá nhục hình. Ferdinand thì làm sao? Thì đã kháng cự lại lệnh của tể tướng, đã đâm bị thương một cái nhân viên pháp đình, tuyên bố kháng cự đến cùng và làm mọi cách để bảo vệ Luisa. Thậm chí sao, thậm chí anh ta tố cáo với người cha mình đã giết tên tể tướng trước để có thể đạt được cái vị trí này, đúng không nào? Và ba lần nêu lên cái câu hỏi vừa
vừa cầu xin vừa thách thức là gì? Là cha vẫn cương quyết không chuyển cha, đúng không? Và thứ ba gì? Là Van Dê vẫn rất là cương quyết không chuyển. Thì tức là gì? Tức là Ferdinand đã tuyên bố sẽ dùng đến cái phương pháp mà của loại ma quỷ là gì? Là tố giác bí mật tội ác của tể tướng cho cả thành phố biết. Cho nên là sao? Cho nên ông phải nhún nhường. Tức là ở đây là gì? Là nảy sinh về xung đột giữa tình yêu và gia đình ở trong Ferdinand. Đây chúng ta nhận xét là gì? Ở cái bảng A thì làm sao? Thì những cái hành động đã được giải bày, đúng không? Để nhằm khẳng định được gì? Được tình yêu của Louise. Thì cho thấy nàng là một người là hiện thân của một tình yêu rất là trong sáng, thiết tha và chân thành. Tức gì? Là yêu đến hết mình, yêu không hề ngại sự cản trở của giai cấp của cái xã hội lúc bấy giờ, đúng không? Tức là con tể tướng thì nó mới kiểu là con quan thì lại làm quan, đúng không? Ở đây nàng, Louise và Ferdinand đã sao? Đã không ngần ngại bỏ qua cái rào cản của giai cấp của xã hội mà bước đến tình yêu của mình, cho thấy là một cái tình yêu rất là trong sáng, chân thành, đúng không? Đặc biệt là Louise trước sau vẫn tỏ ra rất là thánh thiện, kính Chúa, yêu thương cha mẹ, yêu Ferdinand với tất cả trái tim trinh nữ. Tại sao lại là kính Chúa? Bởi vì khi mà nàng thực hiện cái giao hiệp với cái tên thư ký riêng của ai? Của Volte, là cha của Ferdinand, cô đã lâu có một cái lời thề trước Chúa là sẽ không bao giờ nói ra cái sự thật trong bức thư này cho ai biết, đúng không? Thậm chí là Ferdinand một người cô rất là yêu, nhưng mà sao, nhưng mà khi bị nàng tra hỏi, cô cũng không dám nói ra sự thật, đã thể hiện được gì? Được cái sự kính Chúa của cô, yêu thương cha mẹ là gì? Là vì cha mẹ mà phải viết cái lá thư đấy, đúng chưa? Và yêu Ferdinand nữa, được chưa nào? Còn ở cái bảng B thì cho chúng ta thấy là gì? Là những cái hành động xoay quanh cuộc những cái hành động của Ferdinand ấy, nó đã xoay quanh cái cuộc đấu tranh bảo vệ tình yêu và danh dự, đúng không? Chàng là một người như thế nào? Tức là ở cái cột đầu tiên này, cái cột đầu tiên thì chúng ta thấy Louise là một người đây này, yêu Chúa này, đúng không? Và Ferdinand ở đây sao? Là ra sức bảo vệ ai? Bảo vệ Louise, bảo vệ cái tình yêu của đời mình, đúng không nào? Chàng là một chàng cương nghị, trọng danh dự, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình và công lý. Ở đây công lý được hiểu như thế nào? Tức là anh ta dám cố kéo chính người cha ruột đẻ ra mình vì cái tội là đã giết cái tên tể tướng trước, để làm sao để có thể đạt được cái mục đích là gì? Là trở thành một cái vị tể tướng tiếp theo. Vậy thì cái mâu thuẫn xung đột kịch ở đây là gì? Là mâu thuẫn giữa người cha và viên tể tướng ấy, là điển hình của cái tầng lớp quý tộc phong kiến xa cỗi tàn bạo đề cao địa vị quyền lực. Nó xung đột với người con, tức là Ferdinand là một người điển hình cho tầng lớp quý tộc tư sản tiến bộ, giàu lý tưởng và trung thực, đúng không nào? Đây là xung đột giữa gì? Giữa cái ác và cái thiện, cao hơn là xung đột giữa ý thức hệ phong kiến lỗi thời trì trệ với ý thức hệ của các cái lực lượng tiên tiến trong cái thế kỷ ánh sáng đấy. Thì nói đến thế kỷ ánh sáng, chúng ta sẽ phải lật ngược lại để quay trở về cái thời kỳ này, thì nó còn rất là sâu, đi chỉ giới thiệu qua nếu chúng mình có thời gian, chúng mình có thể tìm hiểu là thế kỷ ánh sáng là gì và nó có nội dung như thế nào, đúng không? Thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về gì? Chủ đề và xung đột kịch ở trong cái tác phẩm này. Vậy thì cái chủ đề ở đây là gì? Là cái nhan đề âm mưu và tình yêu. Nó sao? Nó đã thâu tóm, tức là ngay cái tên nhan đề đã thể hiện được cái chủ đề của vở kịch rồi. Đó. Chủ đề của vở kịch nó sẽ gồm hai yếu tố. Một là âm mưu, hai là tình yêu. Và trong vở kịch này, hai chủ đề này nó gắn liền và bổ sung cho nhau. Và tùy theo cái cách thức tổ chức kịch bản và ý đồ nghệ thuật của tác giả thì hai chủ đề nêu trên đã thể hiện được các hồi và các cảnh với mức độ đậm nhạt khác nhau. Tức là gì? Tức là trong tình yêu có âm mưu, trong âm mưu có tình yêu, đúng không? Đặc biệt nó được thể hiện rất rõ của cái nhân vật người cha, nếu như chúng ta chỉ mới đọc về về cái gì, về cái phần tóm tắt âm mưu trong tình yêu là gì? Tức là anh đang muốn con trai mình lấy một cái vị ái phi, nhưng mà tưởng như là vì hạnh phúc của con trai, nhưng mà không, âm mưu là gì? Là anh ta muốn có một cái địa vị, có một cái quyền lợi cho riêng mình, đúng không? Còn thứ hai là trong âm mưu và tình yêu thì ở hồi một cảnh một nó tập trung vào cái chủ đề là tình yêu, còn hồi hai cảnh hai nó thể hiện rõ cả chủ đề âm mưu và chủ đề tình yêu, đúng không? Âm mưu là để âm mưu hủy hoại tình yêu, còn tình yêu thì trở nên bất khuất trước cái âm mưu đó. Tức là như cái ban đầu chị nói cho các bạn ở cái phần, tức là cha của Ferdinand ấy, đúng không, là gì? Là anh ta, tức là khi anh ta muốn gả con mình cho cái vị ái phi đấy thì là gì? Là tưởng như là tình yêu cho con, nhưng mà sao, nhưng mà cuối cùng lại nó lại ẩn chứa trong mình âm mưu. Tức gì? Tức là trong con người ta có cả âm mưu và tình yêu, nhưng mà đây là gì? Là âm mưu
âm mưu là gì, là những người ví dụ như là cha của đâu rồi nhỉ, cha của Ferdinand, thì làm sao, thì âm mưu để hủy hoại cái tình yêu của con mình. Còn làm sao, còn tình yêu của Ferdinand và Luisa thì làm sao, thì luôn trở nên bất khuất và chiến thắng được mọi cái gì, cái thế lực gian ác tàn bạo, đúng không? Đó chính là cái sự khác nhau trong cách triển khai chủ đề. Các chủ đề dù khác nhau nhưng mà gì, nhưng mà nó liên quan mật thiết với nhau và nó có mối quan hệ biện chứng cho nhau, được chưa? Và chủ đề ở hồi 1, cảnh 1 thì chuẩn bị cho chủ đề ở hồi 2, cảnh 2, tức là tình yêu được thể hiện trong cảnh 1. Càng trong sáng, càng thiết tha, càng chân thành bao nhiêu thì cái âm mưu ở hồi hồi ai nó sẽ càng bị ổi, xung đột phát triển càng gay gắt và căng thẳng bấy nhiêu. Ở đây nếu như mà trên lớp thì giáo viên sẽ chia thế này, các bạn có thể gọi là có được một cái hoạt động để có thể tham gia nhiệm vụ 3 này, phân tích một số yếu tố của bi kịch như là nhân vật, lời thoại, xung đột hay là sự kiện. Tức là gì? Tức là cái yếu tố bi kịch thể hiện như thế nào qua nhân vật, qua lời thoại, qua xung đột và qua sự kiện. Với Ferdinand thì chúng ta thấy có một cái tính cách nổi bật ra sao, đầu tiên là về nhân vật nhá. Nhân vật Ferdinand này, Ferdinand thì thể hiện như thế nào trong cái tính nghị kịch của anh ta? Đầu tiên, Ferdinand phải là một người hiện thân cho cái cao cả, như chúng ta đã nhớ là ở trong phần thi trước ngữ văn thì chúng ta nhớ xung đột có gì, giữa cái cao cả với cái cao cả, giữa cái cao cả và cái thấp hèn, đúng không? Thì ở đây trong cái tác phẩm âm mưu và tình yêu thì ở đây có sự xung đột giữa Ferdinand và tể tướng Phong Văn Tê là cha của anh ta, thì xung đột giữa gì, giữa cái cao cả và cái thấp hèn, đúng không? Cái cao cả của Ferdinand sao, là có những cái tính cách nổi bật như gì, là có một cái tình yêu mãnh liệt với Luisa này, là một người rất là trọng danh dự này, có ý chí đấu tranh bảo vệ cái thiện này, loại trừ cái ác này, đúng không? Quyết liệt bảo vệ tình yêu và sự công bằng của chính mình, đúng không? Nhưng cái nét tính cách ấy của anh được thể hiện qua việc gì? Qua việc là Ferdinand đã cãi lại người cha của mình, thậm chí còn muốn cầm kiếm lên khiêu chiến, chiến đấu với cha để bảo vệ và cứu cái người mà chàng yêu. Và tính cách của thiếu tá Ferdinand đã là gì, đã xung khắc mạnh mẽ với cái tính cách của tể tướng Phong Văn Tê là cha của ông. Ngược lại với cái sự có một tình yêu mãnh liệt chân thành này, là một người trọng danh dự này, có ý chí đấu tranh này, quyết liệt bảo vệ tình yêu và sự công bằng này, thì tể tướng Phôn Văn Tê lại là một hiện thân của cái thấp kém, đúng không? Thế gì, ông là một người có rất là có âm mưu đen tối, là một người ích kỷ đê hèn, hành động nói năng ngang ngược ngạo mạn để đạt được cái mục đích riêng của mình, mà sẵn sàng chà đạp xúc phạm nhân cách của người khác, thậm chí là gì, là hy sinh cả chính con trai của mình để có thể đạt được cái mục đích về địa vị và quyền lợi của bản thân mình. Và chính cái tính cách này của ông đã xung khắc mạnh mẽ với người con trai của mình là Ferdinand, đúng không? Và cái nguyên nhân dẫn đến cái xung đột giữa hai nhân vật là gì, là người cha Fonte đã ngăn cấm và châm biếm tình yêu của người con Ferdinand. Tức là gì, tức là nếu nhưng mà Fonte không ngăn cấm tình yêu của Ferdinand thì liệu bi kịch có xảy ra không? Ví dụ anh ta ủng hộ tình yêu của Ferdinand thì có xảy ra không? Dù anh ta, ví dụ dù Fonte có không chấp nhận được là cái tầng hai tầng lớp giai cấp khác nhau, một bên là tể tướng, một bên là nhà sĩ, đúng không? Hai tầng lớp giai cấp khác nhau, nhưng mà làm sao? Nhưng mà nếu ông ta vẫn ủng hộ tình yêu của con mình thì bi kịch sẽ không xảy ra. Bởi vì nếu như anh ta ủng hộ thì Ferdinand cũng không thể nào, cũng không cần phải cãi lại, cũng không cần phải ra sức bảo vệ người mình yêu, đúng không? Mà anh ta chỉ cần thuận theo và yêu người gái mình yêu thôi. Nhưng mà ở đây tính hành động của người cha đã ngăn cấm, cho nên là do, cho nên là Ferdinand lại càng cố gắng bảo vệ, chính là một cái nguyên nhân dẫn đến xung đột trong tình dẫn đến cái xung đột chính của cái vở kịch này. Hay là đến nhân vật Luisa thì chúng ta thấy làm sao, thì cô hiện lên là gì, là rất yêu Ferdinand, rất là da diết, có một cái niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, vào người yêu và gì, và là một người có tâm hồn rất là thánh thiện, một lòng tin yêu cha mẹ kính Chúa, nhưng mà lại có số phận ngang trái, bị tể tướng cha của người yêu đối xử rất là thô bạo, là tàn độc, đúng chưa? Và ở đây chúng ta thấy được là gì, là cái diễn biến tâm lý của Luisa rất là tinh tế và phức tạp, hiểu được cái số phận và tình yêu ngang trái trong hoàn cảnh rất là oải oăm. Điều này được tác giả thể hiện qua những cái cử chỉ, hành vi và qua những cái lời đối thoại của Luisa. Nếu như có thời gian, chị sẽ bảo chúng mình tìm những cái chi tiết trong tác phẩm về cử chỉ, về hành vi, về lời đối thoại, về lời độc thoại của Luisa, thể hiện được cái tâm trạng phức tạp của nàng. Thậm chí khi mà xung đột giữa nhân vật, chúng ta còn thấy là gì, là cái xung đột ở trong tư tưởng của chính nhân vật của mình. Ví dụ chị có thể lấy ví dụ ở một đoạn là gì, là Luisa khi mà viết thư tỏ tình với một cái người mình không hề quen biết, nhưng mà sao, nhưng mà cô lại phải thề trước tượng Chúa là gì, là không nói bí mật này cho ai ai, nên là khi khi gặp Ferdinand thì làm sao,
Thì mặc dù nội tâm cô rất là muốn nói, nhưng mà mình đã hứa với Chúa là như thế rồi, mình không thể nào làm trái lời thề này. Thì tức là nó đã có một cái xung đột, một cái sự đấu tranh ở trong tư tưởng của cô rồi. Liệu nói hay không nói, nói thì có lỗi với Chúa, nhưng mà không nói thì có lỗi với người mình yêu, đúng không? Nên nó chính những cái chi tiết bé bé như thế, nó đã là một cái sự xung đột ở trong cái tư tưởng của chính bản thân của cái nhân vật rồi, đúng không nào? Và thứ hai thì là qua cái diễn biến và tâm lý này, ngôn ngữ đối thoại, cử chỉ và hành động của Louise cho thấy cô là một người thuộc cái phái yếu ở trong xã hội, là một người yếu đuối và nhu nhược nhưng vẫn luôn giữ một cái tình yêu chung thủy với Ferdinand, đúng không? Tức là qua cái việc là bị cha của Ferdinand là Van Thê chà, bị chà đạp về nhân cách này, đúng không? Bị ép buộc này, đã cho chúng ta thấy rằng là đó là một cái phái yếu ở trong xã hội rồi, đúng không? Một bên là tể tướng cơ mà. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ngôn ngữ kịch. Ngôn ngữ kịch ở đây chủ yếu là cái ngôn ngữ đối thoại và độc thoại, và đã là kịch thì thường thường nó sẽ có rất nhiều độc thoại, đúng không? À, xin lỗi, đối thoại, tức là hai người nói chuyện với nhau, đúng không nào? Và cái ngôn ngữ biểu đạt hành động ở đây là ngôn ngữ bên ngoài và ngôn ngữ bên trong, kết hợp chọn lọc các cái chỉ dẫn sân khấu của tác giả. Các cái chỉ dẫn sân khấu là gì? Giống như kiểu là những cái ở thường thường ở trong ngoặc kép ấy. Ví dụ là gì? Là ví dụ đầu tiên này, Louise đặt quyển sách lên bàn, lại gần nắm lấy tay cha, hay là Miller nồng nhiệt, hay là buồn và nghiêm trang. Những cái chữ nghiêng, thiên nghiêng thường hay ở đầu ở trong ngoặc đơn, đó chính là những cái lời chỉ dẫn sân khấu, được chưa, của tác giả. Và ngôn ngữ kịch trong âm mưu và tình yêu cũng mang những cái đặc điểm nhưng đặc biệt giàu kịch tính, tạo tương tác qua lại và dẫn dắt xung đột kịch phát triển mau lẹ và hợp lý, đúng không? Và như là một cái ví dụ là ở ở hồi một cảnh một này, trên sân khấu thì chúng ta thấy xuất hiện ba nhân vật là gì? Louise, Miller và gì? Louise, Miller và bà của Miller, đúng không? Và chỉ có ba nhân vật xuất hiện thôi, đúng không? Để tập trung thể hiện được cái sự bất công sâu sắc giữa gì? Giữa hai cha con. Trong đó là sao? Trong đó các cái lời thoại của ông Miller thường gắn với vai trò tạo cơ hội để Louise giải bày tâm tình sâu kín của mình về cái quan niệm tình yêu của cô dành cho gì, dành cho Ferdinand, đúng không? Và đồng thời là bênh vực cho cái tình yêu ấy. Và ở đây ngôn ngữ kịch dù thể hiện cái mâu thuẫn xung đột, nhưng mà sao, báo hiệu một cái cuộc tình ngang trái xong vẫn thấm đẫm cái tính tình, đúng không? Và đến cái hồi hai cảnh hai thì ngôn ngữ đối thoại các nhân vật lại có phần khác, đó chính là gì? Đó chính là cuộc đấu khẩu giữa hai cha con nhà Van Tê và Ferdinand, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên có một cái ý chốt là gì? Là chính cái ngôn ngữ như vậy đã cho chúng ta thấy sự đa dạng linh hoạt trong cách xây dựng ngôn ngữ kịch của tác giả. Có hai kiểu kịch tính khác nhau được thể hiện bằng ngôn ngữ kịch mang đặc điểm tính chất khác nhau. Và đến với câu 6 chúng ta thấy là gì? Là trong cái văn bản trên, nhân vật thiếu tá Ferdinand là một cái nhân vật mang đặc điểm rõ nhất của một nhân vật bi kịch. Tức là gì? Tức là với Louise, cái việc cha của cô ấy có thể là khuyên, chúng ta nhìn ở cái bản đầu tiên, đúng không? Tức là khuyên con mình, khuyên rất là khuyên con mình thôi, tức là dùng cái từ khuyên rất gì là một cái lời rất là nhẹ nhàng rồi, đúng không? Tức là chỉ khuyên con mình là và nghe con mình giải bày về cái tình yêu đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà đối với Ferdinand thì làm sao? Là thể là một cái nhân vật rõ nhất của bi kịch rồi sao? Bởi vì anh là một người phải đứng ra lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, đúng không? Chọn gia đình hay chọn tình yêu? Đây là một cái câu hỏi mà chị nghĩ là chẳng ai có thể trả lời được hết ấy. Chọn gia đình hay chọn tình yêu? Gia đình là nơi nuôi dưỡng chúng ta, còn tình yêu gì? Có thể nhiều bạn sẽ chọn tình yêu bởi vì nghĩ đó là một cái gọi là một cái gì đó rất là lớn lao với bản thân mình, nhưng mà cũng có rất nhiều bạn sẽ chọn gia đình. Ừ đấy, thường thường con trai sẽ hay chọn gia đình chứ sẽ không bao giờ chọn tình yêu, đúng không? Còn chị nói thật là con gái hay theo tình yêu lắm, ngu quá. Thật, chị nói thật, nên là sau tỉnh lên nhá, đừng có dại. Con trai mà chọn tình yêu thì thua. Ừ, đúng rồi, con trai thì rồi, nên là thường thường con trai sẽ hay chọn gia đình, còn con gái thì yêu thì giống như kiểu sao nhỉ,
bị bỏ bốn cái thuốc lú ấy, hay chọn tình yêu, nên các em thấy có những người lấy chồng rất là xa, bỏ bố mẹ lấy chồng rất là xa, không nên nha các em. Người nói một chút thôi, bởi vì làm sao, bởi vì nói Ferdinand là một nhân vật bi kịch, bởi vì thông qua cái tình huống chuyện chúng ta có thể thấy được Ferdinand là một cái nhân vật xuất thân rất là quyền quý, đúng không? Nhưng mà anh đã dũng cảm và ngoan cường chống lại cái gì, cái bạo quyền, cái khát vọng tự do và hạnh phúc của chính bản thân mình. Bởi vì cái thế kỷ ánh sáng là một cái thế kỷ cái gì đã gọi là ánh sáng, tức là gì, tức là nó phải mang một cái gì đó mới mẻ so với cái thế kỷ trước, đúng không? Một cái thế kỷ tối tăm, đúng không nào? Và nhân vật này cũng đã sẵn sàng hy sinh bản thân của mình, thà chết cùng với người mình yêu chứ không bao giờ chịu khuất phục trước cái sự ngăn cấm của người cha, bởi vì anh ta đã thấy được cái sự độc ác tàn bạo của người cha mình, đúng không? Và cuối cùng đó chính là gì, là bi kịch còn tập trung khai thác những cái xung đột gay gắt giữa khát vọng cao đẹp của con người với cái tình thế bi đát của thực tại. Ở đây khát vọng cao đẹp tình yêu giữa Luiser và Ferdinand với cái thực tại là gì, với cái sự bi đát thực tại là sự ngăn cấm từ gia đình dẫn tới cái sự thảm bại hay cái chết của nhân vật. Đã là bi kịch thì làm sao, nhớ nhá, đã là bi kịch xung đột thì phải được giải quyết, nhớ nhá. Hài kịch xung đột có thể không giải quyết nhưng mà bi kịch thì bắt buộc phải giải quyết, và cách giải quyết thì thường là cái chết của nhân vật, đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy là gì, là trong vở kịch này thì Ferdinand với Luisa chết, trong Romeo và Juliet thì ai, thì Romeo và Juliet chết, trong kịch Hamlet thì ai chết, thì Hamlet nhân vật chính cũng chết, đúng không? Hay là trong Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài ai chết, cũng như Tô Đan Kiếm chết, đúng không? Hay là gì nhỉ, ở Việt Nam muốn gì nhỉ, Hồn Trương Ba Giảng thì ai chết, thì ông Hồn Trương Ba đã chấp nhận chết để làm sao để có thể cứu đứa cháu của mình, đúng không nào? Thì tất cả những cái xung đột trong bi kịch đều phải được giải quyết, và giải quyết thường là sự thất bại thảm hại của nhân vật, hay là gì, hay là đợi, hay là chính là cái chết của họ, được chưa? Và trong âm mưu và tình yêu thì bi kịch giữa khát vọng cao đẹp của con người chính là cái khát vọng được yêu, được bên cạnh người mình yêu của Ferdinand và Luisa, nó đối lập với cái tình thế bi đát thực tại, sự ngăn cấm của người cha tể tướng vì cho rằng tình yêu của họ là không cân xứng, không môn đăng hộ đối, mà muốn con mình cưới một cái vị ái phi để làm sao để có thể củng cố quyền lực và địa vị của mình, đúng không nào? Và thứ hai là xung đột bi kịch. Ở đây chúng ta thấy là gì, Ferdinand đã sẵn sàng tự tay giết chết người mình yêu và gì, và tự sát, hoặc thật ra cái việc là Ferdinand sẵn sàng tự tay giết chết người mình yêu á, tức là khi đấy anh ta khi mà nghe được là gì, khi mà biết được là người mình yêu phản bội mình thì anh ta có tức giận không, tức là dùng hết sức để bảo vệ người mình yêu, từ bỏ chính gia đình để bảo vệ người mình yêu, nhưng mà gì, nhưng mà người yêu lại lừa dối mình thì anh ta có đau khổ hay không, có. Nên cái việc là anh ta cho Luiser uống thuốc độc anh ta cũng rất là đau đớn, cho nên là khi mà anh ta hạ độc Luiser thì anh ta cũng sao, cũng kết liễu chính bản thân mình, đúng không? Anh ta cũng uống cái thứ nước đấy để làm sao để có thể được chết cùng với Luiser, và khi Luiser mà gì, mà nói ra cái sự thật đấy nó không thể nào cứu vãn nữa, thì tức là gì, tức là hai người cùng chết với nhau. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.